bắt khẩn cấp chủ tịch, bí thư do sai phạm liên quan đến quản lý đất đai. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, luật pháp bất vị thân, quân pháp bất vị thân, bất kể ai vi phạm dù ở vị trí nào thì trước pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Không chỉ xử lý tham nhũng tiêu cực ở cấp trung ương, bộ chính trị mà phải xử lý tham nhũng tiêu cực trên toàn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Các bị can bị khởi tố đều cư trú tại xã Nghĩa Hải, bao gồm Trần Văn Mạnh, sinh năm 1969, bí thư Đảng ủy thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hải; Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1965, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hải; Hoàng Văn Thành, sinh năm 1961, nghề nghiệp, hưu trí, nguyên trưởng công an xã Nghĩa Hải; Vũ Văn Đảng, sinh năm 1965, nghề nghiệp, hưu trí, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Hải; Nguyễn Quang Trư, sinh năm 1958, nghề nghiệp làm ruộng, nguyên là công an viên thường trực xã Nghĩa Hải. Tất cả các bị can đều chưa có tiền án, tiền sự. Ngay sau khi công bố quyết định khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Văn Quân, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Đảng, Nguyễn Văn Trư để điều tra xử lý theo quy định. Riêng bị can Trần Văn Mạnh được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau khi công bố các quyết định khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định, các bị can trên đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, quản lý sử dụng đất của các đối tượng thuê đất, quản lý tài chính, ngân sách, v.v. Vụ việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với những vi phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai tại các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải và Nam Điền thuộc khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng đã được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh quyết định đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đang tích cực khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sau khi khởi tố bắt tạm giam các bị can trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra và làm rõ, mở rộng vụ án. Qua kết quả mà công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được trong những thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng cuộc chiến chống giặc nội xâm không còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, mà hiện trạng bây giờ là trên dưới đều nóng. Đã phát huy được sự gắn kết của cả hệ thống chính trị, nhà nước và nhân dân rất đồng lòng, ủng hộ. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, nếu tiền hô, hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt thì mọi việc dù khó đến đâu chúng ta cũng sẽ giải quyết được. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng đồng hành cùng với Đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ có một lần Lý Thường Kiệt hơi hổn, sau khi nghe tin ông Anh sắp quánh mình, ông đem quân đóng đánh trước. Ông diệt hết tất cả những cái hậu cứ, những cái thành Châu Ung, Châu Liêm, Châu Khâm, diệt hết những hậu cứ để cho bên Trung Quốc không có hậu cứ để mà làm bàn đạp đánh sang Việt Nam. Thì chỉ có Lý Thường Kiệt cũng hơi hổn một chút vậy thôi, mà lâu lâu mà. Còn lại toàn bộ, tuyệt đối đa số thì ta đều bày tỏ lòng kính trọng đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, Sàm Tăng Thích Chân Quang ngày trước có giảng về việc cụ Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc là láo, em dám đánh anh. Nhiều người đã có ý kiến yêu cầu ông Quang viết bản kiểm điểm. Sau đó một thời gian, ông Quang ít nói lung tung. Nhưng gần đây, ông ấy lại nói nhiều quá. Ngoài ông Quang ra, còn nhiều người nữa. Thiết nghĩ giáo hội Phật giáo cần quản lý tốt hơn để Phật tổ bớt buồn vì những ông sư này. Vâng, thưa quý vị, theo giáo sư Lương Ngọc Huynh, bước chân của tu sĩ Minh Tuệ không chỉ là bước chân của người tu hành Phật Pháp, mà còn là bước chân của thước đo giá trị chân lý. So sánh các vĩ nhân thường rất khó vì nó khập khiễng, bởi mỗi vĩ nhân mang lại một giá trị khác nhau. Nhưng nếu so sánh hiện tượng thì tu sĩ Minh Tuệ đã đánh thức giá trị sống, thức tỉnh nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Trong vòng 100 năm nay, có 3 người Việt Nam được người dân xếp hàng bên đường chào đón và tiễn đưa.
Điều đặc biệt, Minh Tuệ chỉ là một tu sĩ sau 6 năm, nhưng đã đánh thức chân tâm của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Minh Tuệ không thể so sánh với Bác Hồ, Bác Giáp, nhưng những hình ảnh của người dân đứng hai bên đường, kính lễ, dọn đường, trải hoa khiến cho tất cả chúng ta có liên tưởng đến những vĩ nhân của dân tộc. Điều gì đã làm nên như vậy? Chính sự tha hóa, lối sống của phần lớn các nhà sư nổi tiếng hiện tại đã là tấm gương phản chiếu vĩ đại cho những bước chân của một tu sĩ không tiếng tăm và đã đẩy anh ấy lên trở thành một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Người ta đã thực sự sợ hãi những bước chân ấy bởi mỗi bước chân của anh, người tu sĩ chân chính đã làm chấn động Phật giáo Việt Nam. Nếu để những bước chân ấy tiếp tục hành trình đến mũi Cà Mau, thì chắc chắn sẽ tạo thành cơn động đất vĩ đại, đánh sập tất cả những ngôi chùa và những ông đại đức, thượng tọa danh tiếng nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này khiến cho giáo hội Phật giáo sợ hãi đến tột cùng. Những bước chân ấy không chỉ đánh sập Phật giáo giả tu mà còn làm lung lay đến những người khác của đất nước trăm triệu dân. Hỏi rằng có ai khi ra đường thời buổi này mà được người dân xếp hàng dài dọc đường kính lễ và trải hoa trải thảm? Thế cho nên không chỉ có Phật giáo giả tu mà cả rất nhiều người khác đều run sợ. Nỗi sợ hãi dâng lên khi mỗi ngày dòng người xếp hàng đã dài thêm vài cây số ven đường. Họ sợ rằng nếu để lâu thì dòng người xếp hàng sẽ đông nhất lịch sử vĩ nhân đất Việt. Đó là lý do những bước chân tu hành phải dừng lại. Nếu giáo hội Phật giáo tỉnh táo, nếu chính quyền tỉnh táo, thì đó chính là cơ hội quảng bá hình ảnh của đất nước. Chỉ cần tuyên truyền người dân, trật tự, khiêm kính, đuổi bớt hội quay phim nghiệp sư, hạn chế những hình ảnh xấu trên mạng, lựa chọn những nhà sư đủ đức tâm, đủ chính pháp để đồng hành cùng tu sĩ, không cho những kẻ giả sư, những kẻ tò mò, thích thử thách lợi dụng hình ảnh của tu sĩ Minh Tuệ, nhập đoàn, làm náo động phố phường. Lại giảm đi tính uy nghi thuần khiết của việc tu hành chính pháp. Chặn cửa, cấm khẩu những tà sư có những phát ngôn ganh tị, đố kỵ. Giá như được vậy thì không những Phật giáo lên ngôi mà chính quyền mở mặt, nhân dân hồ hởi. Chúng ta truyền đi một thông điệp tự do, hạnh phúc, dân chủ đến khắp thế giới. Nếu có thể làm lại, tôi vẫn khuyên chính quyền và giáo hội Phật giáo tiếp tục để tu sĩ Minh Tuệ đi tiếp hành trình những bước chân nhân tâm hỷ xả ấy. Người dân sẽ hoan hỷ, đất nước tràn đầy sinh lực của sự yêu thương, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, được lòng dân thì có tất cả, nhưng mất lòng dân cũng sẽ mất tất. Hãy tỉnh táo khi chưa muộn. Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải liệu có thoát án tử? Quý vị thân mến, chúng ta vừa chứng kiến một đại án vô cùng lớn trong lịch sử của Việt Nam về tham ô chấn động trên toàn thế giới. Liên quan đến vụ án này cũng có rất nhiều các quan chức có liên quan đã bị điều tra xử lý nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Mới đây, theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh trên. Kết luận Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, 308.691.388 trái phiếu không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh khoản của 4 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hành vi rửa tiền đối với số tiền hơn 445.747 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền hơn 4,5 tỷ đô, tương đương với 106.000 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản tại ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo
rút tiền mặt, chuyển nộp và tài khoản đứng tên các cá nhân tổ chức, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán cho các khoản chi cho mục đích khác nhau. Theo đó, số tiền này được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay của SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng, chi cho dự án đang triển khai dở dang như dự án mũi đèn đỏ. Bên cạnh đó, số tiền này còn sử dụng để trả các khoản vay của các ngân hàng khác, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Lan. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan khai rằng tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam, Trương Mỹ Lan đã giao cho những người tin cậy và lãnh đạo ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can có liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ đô. Trong đó, theo cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã sử dụng nhiều hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô, số tiền hơn 3 tỷ đô được chuyển ngược về Việt Nam làm trái pháp luật. Tại bản kết luận điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng nêu rõ xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, có nhân thân tốt. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng chờ đợi bản án thích đáng nhất dành cho Trương Mỹ Lan. Biến căng, tổng trọng tước kim bài miễn tội, đích thân cha còng cháu vợ Bắc Phúc, 54 quan tham trúng thưởng án dở cột, to gan vẽ trăm khoản phí moi tiền dân. Kính thưa quý vị, còn nhớ ngay khi hai phó tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh vừa rời khỏi cuộc chơi quyền lực làm cả nghị trường một phen hú vía, thì một vụ bắt bớ quyết liệt khác đã diễn ra bất ngờ hơn khi đó là ông Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân, người được đồn là bà con dòng họ của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Đáng nói cách làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quá thần tốc và lặng lẽ, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Người dân gần khu vực kể lại, họ vừa đi chạy bộ chưa đầy 10 phút thì phát hiện một nhóm thanh niên mặc áo quần như là người thân bạn bè đến thăm nhà ông Tân. Vừa quay lại thì tá hỏa phát hiện hóa ra đó là công an chìm. Trong lúc đó, một vài chiến sĩ đã nhắc nhở hàng xóm tắt hết điện, không được sử dụng điện thoại, tránh gây náo loạn khu vực xung quanh. Mọi việc diễn ra trong sự im lặng mà hàng xóm gần đó không hề hay biết. Sau gần 30 phút mới đưa lên xe, giật mình hơn là cả một tủ tài liệu mật được chất thành từng hàng dọc cao gần nửa người đã được niêm phong lại. Đáng chú ý, ông Tân từng được đồn đoán liên quan đến anh em bà con dòng họ nhà Bắc Phúc và có lẽ đâu phải ai lại đoán mò lung tung khi mà không có căn cứ nào. Hóa ra ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lại cùng quê với Chủ tịch Phúc và đều là cùng họ Trần với quý phu nhân Nguyễn Thu. Bất ngờ khi quá trình thăng tiến của ông quá nhanh khiến ai cũng phải châm trồ. Mới 38-39 tuổi mà đã là Phó Chủ tịch tỉnh trẻ nhất đất nước và đó cũng chính là nguồn cơn phức tạp của những tin đồn xoay quanh chiếc ghế nóng mà ông Tân đang ngồi. Người ta cho rằng con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, và nếu không có sự hậu thuẫn rất khó có thể nắm giữ nhiều chức vụ đến như vậy. Người ta mất gần 50-60 năm công tác và một loạt thành tích khủng chưa thể ngồi lên được chiếc ghế đó. Bên cạnh đó, dư luận đổ dồn sự chú ý về chiếc tủ chứa tài liệu mật, rất nhiều sự bàn tán và tranh luận xoay quanh nó. Phần đông dư luận lên tiếng tứ trụ sẽ rung chuyển nếu như cụ Tổng mở cánh cửa này ra, khả năng cao là một đại án Việt Á và chuyến bay giải cứu liệu có bung toang thêm một lần nữa. Hành động đánh án trong đêm của cụ Tổng Trọng phần nào sẽ cho thấy còn rất nhiều ông quan to của nhiều bộ ngành khác cũng sẽ hội ngộ cùng nhau trong trại tạm giam. Dù là con cháu tứ trụ đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị bế đi như thường. Trường hợp ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh công lao và thành tích to lớn như thế, vậy mà phút cuối cùng cũng ngậm ngùi rời ghế quyền lực chỉ một phiên họp bất thường. Và đến thời điểm bây giờ, nghị trường ngày càng trở nên sóng gió. Nhiều thuyền lớn đã vướng vào vòng lao lý, là cụ Tổng có thể gom củi được ông Phó Chủ tịch này hay không? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Thưa quý vị, không ngờ trong chuyến bay giải cứu, ông Trần Văn Tân đã để tay nhúng chàm, ký nhiều công văn về cách ly thu phí đặc biệt và thu về túi mình nhiều nguồn lợi khủng. Theo tìm hiểu, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chính là người đã ký nhiều công văn cho các công ty tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trên chuyến bay giải cứu. Cách ly có thu phí trên địa bàn tỉnh, số tiền chót lọt từ những thương vụ dao động từ 50 đến 230 triệu đồng trên một thủ tục.
Ngay lập tức, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khám xét chỗ ở và nơi làm việc để làm rõ về tội nhận hối lộ, cũng nhiều bằng chứng và tài liệu được điều tra làm rõ. Có thể nói, trong 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2021-2022, ông Tân dùng quyền lực và địa vị của mình để đặt bút ký hàng chục công văn, thống nhất cho nhiều công ty tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại cơ sở lưu trú và thu lại nguồn lợi khổng lồ trên địa bàn Quảng Nam. Theo tìm hiểu, những công ty này nhiều lần được tỉnh Quảng Nam thống nhất đón người nhập cảnh trên những chuyến bay từ các nước về sân bay quốc tế Đà Nẵng, sau đó đưa về cách ly ở các cơ sở lưu trú được chuẩn bị từ trước. Và khi người dân đặt chân vào đây thì thu đủ các loại phí trên trời dưới đất. Dù đang trong tình cảnh ngặt nghèo, nhưng ai cũng phải nhắm mắt cho qua. Chính ông Tân cũng ký nhiều văn bản thành lập khu cách ly tập trung để mà thu tiền phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hội An, Quảng Nam. Những công dân Việt Nam và người nước ngoài được đón về cách ly ở Quảng Nam đa số là các chuyến bay từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, nên số tiền hoa hồng rất cao. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong khoảng 2 năm dịch COVID-19, đơn vị này đã đón khoảng 40.000 người trên các chuyến bay giải cứu về cách ly, trong đó có khoảng 30.000 người về cách ly tại các khách sạn, resort. Với số lượng người đông như vậy, cùng với những khoản chi phí bất chính, thì số tiền hoa hồng không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra, doanh nghiệp lãi bao nhiêu tiền qua các chuyến bay giải cứu? Thưa quý vị, phía Bộ Công an kết luận, sau khi trừ chi phí tổ chức doanh nghiệp lãi hàng tỷ đồng mỗi chuyến bay giải cứu, song phải trích một phần để hối lộ quan chức tại một số bộ ngành. Hồi đầu tháng 4 năm 2020, Việt Nam bắt đầu tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, công dân tự trả phí để đưa công dân về nước khi tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu phức tạp. Nhiều doanh nghiệp muốn tổ chức phải được sự chấp thuận của tỉnh nơi thực hiện cách ly khi công dân về nước. Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ, theo kết luận của Cơ quan Điều tra Bộ Công an, hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân hồi hương. Để có chi phí bôi trơn, doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Hiện chưa có thông tin về chi phí cụ thể doanh nghiệp phải bỏ ra để bôi trơn cho mỗi chuyến bay. Tuy nhiên, kết luận của công an nêu, nhóm bị can là công an tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu doanh nghiệp chi từ 50 tới 230 triệu đồng cho phần thủ tục qua tay họ trong một chuyến. Không chỉ bị quan chức trong nước gây sức ép, doanh nghiệp còn phải chung chi cho một số cán bộ tại đại sứ quán. Nhìn vào kết quả điều tra từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia tổ chức 21 chuyến bay, trong đó có 8 chuyến bay giải cứu đưa gần 1.900 người mãn hạn tù ở 19 trại về nước cách ly tập trung ở cơ sở của quân đội. Ông Trần Việt Thái với cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở Malaysia đã phân công hai bí thư là Nguyễn Hoàng Linh và Nguyễn Lê Ngọc Anh xây dựng kế hoạch sau khi khảo sát nhóm 3 cán bộ này thống nhất thu của mỗi người mãn hạn tù 20,3 triệu đồng. Ai không có hộ chiếu bị thu thêm 4,6 triệu đồng. Đại sứ quán sau đó thông báo mức tiền trên cho từng người mãn hạn tù, người thân của họ và chủ lao động. Ai có nhu cầu về nước thì phải nộp tiền, nhưng không biết được chi vào các khoản cụ thể nào. Cuối cùng, nhóm bị can Thái Linh Lê Anh đã thu 44,6 tỷ đồng của gần 1.900 người. Các bị can khai dùng 33 tỷ đồng lo chi phí tổ chức 8 chuyến bay, trong đó tiền vé máy bay 16,5 tỷ đồng, làm hộ chiếu 1,9 tỷ đồng, phát tiền tại sân bay 5,4 tỷ đồng, bồi dưỡng cho cán bộ tại trại, chờ và chi phí xét nghiệm COVID-19 là 7,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, họ lãi 11,6 tỷ đồng, trừ đi các khoản ăn chia tập thể, bỏ 5 tỷ đồng vào quỹ đơn vị, ông Thái được hưởng 580 triệu đồng, Ngọc Anh và Hoàng Linh mỗi người 480 triệu đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc ngoài Malaysia sai phạm khi thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước còn xảy ra ở Nhật Bản, Angola. Tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức 57 chuyến bay giải cứu, nhưng do số người muốn về nước rất lớn, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã gửi nhiều công điện, điện mật về nước, đề nghị chính phủ tăng cường các chuyến bay giải cứu, đặc biệt chuyến bay combo. Khi biết chủ trương này, Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty Nhật Minh, đề nghị ông Nam cho bán vé máy bay và đưa công dân về nước cách ly tại khách sạn của mình ở Khánh Hòa. Ông Nam đồng ý ký công điện gửi tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên xin cho công dân được cách ly tại các địa phương này. Thời điểm tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 9 năm 2021, ông Nam xin được Cục lãnh sự cấp phép 6 chuyến bay đưa gần 1.500 công dân về nước. Việc này bị cơ quan điều tra đánh giá là không đúng chức năng, vượt quá thẩm quyền của Đại sứ quán. Giấy phép thông hành xong, ông Nam cung cấp danh sách công dân đăng ký với Đại sứ quán cho công ty của Nghĩa để liên hệ bán vé máy bay, khách sạn có chuyến bay. Nghĩa tự bán vé combo mà không thông qua Đại sứ quán kết luận xác định. Nghĩa tham gia tổ chức 6 chuyến bay, thu lợi nhuận khoảng 18 tỷ đồng. Nghĩa hai lần đưa hối lộ 1,8 tỷ đồng cho ông Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Hồng Hà, tổng lãnh sự tại Osaka, thống nhất cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc công ty Bầu Trời Xanh để tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước. Ông Hà sẽ chịu trách nhiệm xin Cục lãnh sự cho tổ chức chuyến bay, còn bị can Hằng lo thủ tục thuê máy bay, bán vé. Hai bên thống nhất chia đôi lợi nhuận từ các chuyến bay.
Tháng 6 năm 2021, ông Hà cùng Hằng tổ chức thành công hai chuyến bay đưa 440 công dân về nước. Công ty của Hằng lãi khoảng 3 tỷ đồng nên đã chuyển khoản cho ông Hà gần 1,5 tỷ đồng. Hai tháng sau, bà Hằng được ông Hà xin cục lãnh sự giúp cho tổ chức hai chuyến bay nên cảm ơn 600 triệu đồng. Hiện nay đã truy tố 54 bị can vụ chuyến bay giải cứu với khung hình phạt cao nhất